Và câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả có tên là Trần Đức Vĩnh. Số điện thoại là 0941, 3 số cuối là 667, tại Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị đã hỏi như sau. Nhà tôi có trồng vườn cây tiêu được 150 gốc, trồng đã được 3 năm nay. Cây có hiện tượng là bị vàng lá, đốm đen trên lá, héo lá. Ngoài ra thì vẫn bình thường, đã bị năm trụ trong 5 ngày, chưa dùng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Vâng, thưa anh Vĩnh thân mến, câu hỏi của anh đã được tiến sĩ Đinh Văn Thành trả lời như sau. Vâng, thưa anh Vĩnh và thưa bà con, cái hiện tượng mà cây tiêu có cái triệu chứng như là vàng lá, đốm đen trên lá rồi héo lá, thì đấy là cái triệu chứng rất điển hình của cái bệnh do nấm gây hại, và nấm này thì chủ yếu là phía dưới đất. Thế để và cũng có thể đây là cái triệu chứng ban đầu của cái việc của cái bệnh gọi là bà con ở trong sản xuất bà con vẫn gọi là chết nhanh chết chậm, tại vì nó có bắt đầu có biểu hiện héo lá. Thế còn nếu chúng ta không chữa thì tiếp tục là nó sẽ chết và thậm chí nó chết toàn bộ cây. Để khắc phục cái tác hại của cái bệnh này thì bà con cần lưu ý mấy cái việc như sau. Một là trong mùa mưa bà con phải thoát nước cho nó thật triệt để, bởi vì nước mà tồn đọng ở trong nương, trong vườn, trong ruộng tiêu thì nó là cái tiền đề để cho nấm bệnh và vi khuẩn phát triển rất mạnh. Đấy, cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải thoát nước. Thứ hai là cái cây tiêu phải thường xuyên được tỉa cành tạo tán để cho nó khô thoáng. Và càng khô thoáng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cho nên hàng năm, hàng quý, hàng tháng là chúng ta phải tỉa, chứ không phải là đợi đến một cái lúc nào cả. Bởi vì có những cái lúc mà nó ra cái cành vượt chẳng hạn, nên tự nhiên nó vụt ra ngoài cái trụ tiêu, thì chúng ta phải khử sớm, khử càng sớm càng tốt. Đấy, hoặc là có những cái cành nó ngả ra ngoài, thì chúng ta phải bắt nó vào, hoặc là chúng ta phải tỉa để cho nó làm sao ở dưới gốc cũng phải thật thoáng. Và tất cả những cái cành bệnh, cành tăm, cành yếu, cành nọ kia ấy, thì là chúng ta khử đi để cho nó khô thoáng cái vườn thì nó sẽ đỡ bệnh. Một cái biện pháp tiếp theo là bón phân cho cây tiêu. Ở đây là khán giả ở Quảng Trị thì miền Trung và Tây Nguyên hiện nay đang bị cái bệnh này tương đối phổ biến, cho nên là một trong những cái nguyên nhân mà các nhà khoa học đã xác định được là cây tiêu của chúng ta bị lạm dụng phân hóa học quá nhiều. Phân hóa học và thuốc hóa học bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là hiện nay đang bị cái triệu chứng chết nhanh chết chậm rất lớn. Rất nhiều nông hộ phá sản vì cái bệnh này. Cho nên bà con lưu ý cho tôi là khi bón phân chăm sóc cái cây tiêu, chúng ta không sử dụng nhiều đạm hóa học. Chúng ta chỉ sử dụng lân, kali hóa học thôi. Còn đạm bây giờ là chúng ta thay bằng cái đạm thực vật chế từ cái hạt đậu tương hoặc là cái hạt ngô, thì đấy là cái thực tiễn đã tổng kết rồi. Tất cả những cái vườn mà thay đạm thực vật, thay đạm hóa học bằng đạm thực vật thì cây rất khỏe, nó hoàn toàn nó phục hồi được cái hệ sinh thái của đất, tức là vi sinh vật của đất tốt rồi thì các cái động vật ở dưới đất là phát triển được, và đất tơi xốp, nhiều cái đặc điểm rất là ưu việt. Cho nên bà con tăng cường sử dụng phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh, đạm thực vật đấy, thì cái hệ sinh thái trên cái vườn tiêu của chúng ta sẽ phục hồi trở lại, thì lúc ấy cây tiêu mới phát triển bền vững được. Chứ còn đây bây giờ nếu mà cứ tiếp tục gia tăng cái phân hóa học, thuốc hóa học nhiều thì là một cái điều hoàn toàn không tốt thế nào đấy. Cho nên đặc biệt với cây tiêu vùng miền Trung của Tây Nguyên, chúng ta cần phải là tăng cường sử dụng các cái chế phẩm sinh học, rồi các cái phân hữu cơ, phân sinh học, phân chuồng, phân xanh thì cây tiêu sẽ phát triển bền vững. Và một cái khuyến cáo nữa là cái bệnh này với tất cả các cái bệnh nấm cũng như vi khuẩn, chúng ta phải tăng cường bón vôi một năm là 2 lần bón vôi. Thế còn 2 tháng một lần chúng ta phải sử dụng các cái chế phẩm để cung cấp thêm canxi cho qua lá, ví dụ như là nano carbonate canxi hoặc là các cái phân bo canxi, thì 2 lần chúng ta phun trên lá, trên tán cây một lần.
còn ở dưới đất chúng ta bón một năm hai lần. Đấy, thì những cái vùng thậm chí ở Tây Nguyên bà con bón cái vôi địa long là rất tốt, và những cái vườn đó là phục hồi và khỏe mạnh trở lại rất nhanh. Đấy, thì thế thì chúng ta lưu ý những cái biện pháp như vậy để mà chúng ta cho cái hệ sinh thái của đất nó phục hồi. Và cuối cùng là nếu mà cây tiêu có cái triệu chứng này thì bà con sử dụng, có thể sử dụng mấy cái thuốc có cái hoạt chất như sau. Một là mancozeb cộng metalaxin, thứ hai là phosphorus acid, thứ ba là phosphatidin aluminium. Và lưu ý là ít nhất chúng ta phải phun 2 lần và cách nhau là 7 ngày cho cây.